Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bản tin tổng hợp tình hình Biển Đông ngày hôm nay, Mỹ sắp đem quân trở lại căn cứ Vịnh Subic, Trung Quốc phản ứng gì? Thưa quý vị và các bạn, Vịnh Subic, Philippines từng là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Nơi đây là mực nước sâu, neo thuyền an toàn và có vị trí chiến lược trong khu vực Thái Bình Dương. Tháng 4 năm 2018, Washington và Manila ký kết một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ có sự hiện diện lớn hơn trên lãnh thổ Philippines, tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai bên. Tuy nhiên, thỏa thuận đã bị tạm hoãn do thách thức pháp lý mà Tòa án tối cao Philippines đang xem xét. Mới đây, Hoa Kỳ đang đàm phán với Manila để mở rộng sự hiện diện quân sự tại nước này. Nhiều khả năng Washington sẽ đưa lực lượng của họ trở lại vịnh Subic ở miền Bắc Philippines, nơi quân đội Hoa Kỳ đã bỏ lại 30 năm trước. Chủ tịch cơ quan quản lý khu vực cảng tự do Subic, Rolin Paulino, nói với hãng thông tấn Kyodo rằng ông ấy sẽ rất ngạc nhiên nếu vịnh Subic không trở thành một cơ sở quân sự theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường giữa Mỹ và Philippines, cơ quan này đưa tin. Paulino lưu ý rằng hầu hết người dân địa phương có thiện cảm với Hoa Kỳ vì trước đây họ đã sống gần quân đội Hoa Kỳ trong một thời gian dài. Ông cũng cho rằng chuyến thăm vừa qua của đại sứ Mỹ tại Philippines Mary Kay Carson chứng tỏ tầm quan trọng của vịnh Subic đối với Washington vì đây là điểm tiếp cận được Biển Đông. Kyodo cũng lưu ý rằng, theo chính quyền Philippines, trước đó hai công ty Trung Quốc đã cố gắng giành quyền kiểm soát nhà máy đóng tàu ở vịnh Subic nhưng bị Mỹ ngăn cản. Hoa Kỳ và Philippines đang đàm phán về việc lựa chọn thêm 5 địa điểm nữa trên lãnh thổ Philippines, nơi người Mỹ có thể xây dựng các cơ sở quân sự và triển khai khí tài quân sự. Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường được ký kết vào năm 2014, có thời hạn 10 năm. Trung Quốc và các thành viên ASEAN, Philippines, Malaysia, Brunei, Việt Nam đang tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa ở Biển Đông. Trung Quốc đã biến một số dạng san hô và đảo san hô thành 7 hòn đảo nhân tạo, xây dựng đường băng và các cơ sở quân sự khác. Mỹ cáo buộc Bắc Kinh thiết lập căn cứ quân sự trên quần đảo tranh chấp. Chính quyền Philippines đã đệ trình 189 công hàm nhằm phản đối Trung Quốc trong năm 2022 do tình hình ở Biển Đông. Điều này đã được công bố vào hôm thứ Năm bởi Bộ Ngoại giao Philippines. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines được đưa ra sau khi Manila yêu cầu Bắc Kinh giải thích về việc đánh chặn một phần tên lửa đáp xuống vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông vào cuối tuần qua. Tập đoàn truyền thông ABC dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Teresita Daza cho biết, tính đến ngày thứ Ba tuần trước, Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi 189 công hàm phản đối, 61 trong số đó được chính quyền hiện hành đệ trình. Hãng thông tấn xã Philippines đưa tin dẫn lời Phó Đô đốc Alberto Carlos, người đứng đầu Bộ Tư lệnh phía Tây của quân đội Philippines, đưa tin rằng lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã ngăn cản quân đội Philippines thu hồi lên khỏi mặt nước các mảnh vỡ từ cái được gọi là tên lửa Trường Chinh 5 của Trung Quốc. Với sự giúp đỡ của tên lửa, vào cuối tháng 10, một mô đun đã được phóng lên trạm không gian Thiên Cung, hiện đang được Trung Quốc xây dựng. Đầu tuần này, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có chuyến thăm tới Philippines và bà tuyên bố rằng Washington sẵn sàng hỗ trợ Manila liên quan đến tình trạng nước này đang bị đe dọa và cưỡng ép ở Biển Đông. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào tuần trước. Nhà phân tích Piotr Chestov của Sputnik viết rằng kết quả là ông ta cảm thấy mình đang trong tình trạng trên đe dưới búa. Cuộc gặp gỡ Tổng thống Ferdinand Marcos và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Bangkok. Đối với Chủ tịch Tập, đây là một trong nhiều cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại tất cả các cuộc gặp này, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thúc đẩy ý tưởng rằng Trung Quốc ủng hộ tự do hóa quan hệ thương mại vì sự cởi mở và phát triển hợp tác kinh tế khu vực. Các kế hoạch hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Philippines là trung tâm của cuộc đối thoại giữa Tập Cận Bình và Marcos. Nhà lãnh đạo Trung Quốc hứa sẽ thúc đẩy sự phát triển của Philippines trong nông nghiệp, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và năng lượng sạch. Theo một số chuyên gia, cuộc gặp lần này có thể trở thành động lực thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa Philippines và Trung Quốc phát triển hơn nữa. Đối với tình hình ở Biển Đông, nơi các bên có ý kiến khác nhau về quyền sở hữu nhà nước đối với các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, ông Tập Cận Bình kêu gọi giải quyết tranh chấp này hoàn toàn thông qua tham vấn.
Chuyến thăm Philippines của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris diễn ra trong một giọng điệu hoàn toàn khác. Sự kiện này diễn ra chỉ 3 ngày sau cuộc gặp giữa ông Marcos và ông Tập Cận Bình ở Bangkok. Tất nhiên, đó là một chuyến thăm rất quan trọng đối với Philippines. Lần đầu tiên sau nhiều năm, đất nước này được một chính khách Mỹ có cấp bậc cao đến thăm và người Philippines hài lòng rằng bà Harris hứa sẽ hỗ trợ kinh tế cho đất nước. Nhưng không phải người dân Philippines nào cũng hài lòng trước việc bà Harris quyết định đổ thêm dầu vào lửa tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Quốc. Và một ngày trong chuyến thăm của mình, bà Kamala Harris đã đến thăm làng ngư dân và căn cứ của lực lượng biên phòng Philippines. Trên bờ biển đảo Palawan, nằm gần với khu vực tranh chấp ở Biển Đông, các quan chức Mỹ vẫn chưa đến những nơi này. Trong bài phát biểu của mình, bà Kamala Harris nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ các quy định của tòa án La Haye năm 2016 và sẽ cùng với các đồng minh và đối tác của mình phản đối hành vi bất hợp pháp và vô trách nhiệm. Mặc dù bà Harris không nói cụ thể đây là hành vi gì, nhưng mọi người đều hiểu bà ám chỉ Trung Quốc. Và các phán quyết của tòa án La Haye vào năm 2016, như mọi người đều biết, đã tuyên bố nhiều hành động của chính quyền Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. Đánh giá của Anna Milidogwi, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Philippines cũng hoàn toàn đúng đắn khi bà gọi chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ là khá khiêu khích và kích động. Và không có gì ngạc nhiên khi ở Manila diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối chuyến thăm của Kamala Harris. Trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ, hai bên còn đề cập tới các vấn đề hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951 và các thỏa thuận khác giữa Philippines và Mỹ tiếp tục cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ trên các đảo này nhằm mục đích phát triển kỹ thuật hơn nữa trong một số cơ sở quân sự ở Philippines. Hoa Kỳ sẽ phân bổ khoản tiền 66,5 triệu đô la. Tình thế của Tổng thống Philippines thật không dễ dàng chút nào. Những ngày này, ông đang trong thế trên đè dưới búa. Ông bị quyến rũ bởi các dự án kinh tế của Trung Quốc, nhưng ông cũng sợ sức mạnh quân sự của nước này. Đồng thời, ông tin rằng liên minh quốc phòng với Hoa Kỳ có thể đảm bảo an ninh cho Philippines. Và nhìn chung, như ông Marcos Jr. đã từng nói, tôi không thấy tương lai cho Philippines nếu không có Mỹ. Và đối với Mỹ, tương lai vị thế của họ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương phần lớn phụ thuộc vào quan hệ với Philippines. Quân đội Mỹ ở Philippines có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc xung đột ở Biển Đông và xung quanh Đài Loan. Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ đã hứa rằng nước ông sẽ cung cấp cho người Mỹ các căn cứ trên quần đảo nếu vấn đề Đài Loan biến thành một cuộc xung đột quân sự. Đồng thời, Ferdinand Marcos tuyên bố rằng ông không muốn phải đối mặt với sự lựa chọn sẽ đứng về phía siêu cường nào, Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Vì vậy, ông phải tìm cách cân bằng tình hình và điều quan trọng là sau đó ông ta sẽ hành động dựa trên những nguyên tắc nào, đứng từ lợi ích của người dân đất nước hay nghe theo những tham vọng cá nhân của mình. Căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp diễn trong nhiều năm do yêu sách của một số nước trong khu vực đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Các quốc gia liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu vùng lãnh thổ này là Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo. Ngoài vị trí chiến lược nằm ở ngã tư của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa được các chuyên gia đánh giá là nơi tập trung trữ lượng dầu và khoáng sản lớn. Tại các hội nghị, họp báo quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện rõ lập trường của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Hà Nội nhiều lần tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo đó, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như quyền chủ quyền và quyền tái phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, vốn đã được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982 cũng như Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên COC. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.